ra đường ngõ chưa có sao có chừng đầu mày chẳng mày chó như chó sống bản bản mày thích chơi tên tao thì tao chiều mày tới đó bản anh đi cá bản cái gì vậy anh bảy gà cái chỗ chà vô đầu mày bây giờ đó suốt ngày coi ba cái giang hồ giang huyết này di cá tiền truyện di kiết rồi có giang hồ mày muốn làm giang hồ lắm hả làm giang hồ bảnh bảnh con khỉ anh đạt khờ nói anh đạt nghe nè gì khờ đi chợ mua đồ ăn á ở ngoài đó ai cũng nói khờ giống anh di cá đi tới đâu ai cũng giạt ra hay quá ha anh nói cho mày nghe phim á là câu chuyện người ta hư cấu thôi chứ không phải giống như ngoài đời thiệt còn thấy em khờ người ta ghẹo di cá di kiết vậy thôi à không chứ có gì anh di cá là có thiệt mà có gì đây hình xăm nó quá trời xăm cho nó bảnh giống anh di cá trời ơi anh phát lương cho mày để mày mua đồ ăn mày ăn mua hình xăm gì mua xương xăm xương sáo mày ăn cho nó bổ không thích anh di cá mua có sao đâu suốt ngày ngồi coi gọi nói rồi sắp tới Tết rồi ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa đồ dọn chưa nhìn đi rồi hỏi nha hỏi bậy bạ giận thiệt á trời ơi trời sao có nhà trong quê trong quốc vậy đồ đạc đâu hết rồi khờ bỏ vô tủ hết rồi trời ơi anh kêu mày dọn dẹp nhà cửa ở đây á là kêu lau dọn cho nó sạch sẽ thôi tự nhiên gom bỏ tủ chi ai biết bữa anh đạt nói khờ gần tới Tết rồi coi dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng ăn Tết thì khờ đem vô bỏ tủ là gọn hết rồi mày đúng khờ luôn á trời. Thôi nè, tiền nè. Ê, chơi kỳ vậy? Tự nhiên dọn dẹp nhà cửa gọn gàng cái bị đuổi. Anh đuổi mày hồi nào? Đó, đưa tiền vậy là đuổi. Anh có nói đuổi mày đâu? Không cần phải nói đâu. Khờ tên khờ, nhưng mà thông minh tự hiểu mà. Phải. Tại Tết năm nay á là anh đi công tác ở nước ngoài nên không có ở nhà và anh mới đưa tiền em để em về quê ăn Tết khi nào hết Tết đây làm lại với anh. Đừng có lý do vậy xạo muốn gì nhìn trực tiếp nói thẳng với nhau nè đàn ông với nhau mà đúng không bây giờ là khờ có sĩ diện của khờ thiệt anh đạt thiếu tháng lương đúng không chơi bảnh luôn à cho người ta anh đạt luôn không lấy còn cái này cặp gì à cái gì vậy khờ ngồi đây nghe anh nói chuyện biết sao không là tại vì á anh không sử dụng những người khác mặc dù người ta thông minh lanh lẹ thiệt nhưng không biết lòng dạ người ta sao người ta dễ phản chủ lắm anh á dùng em để mà phụ việc cho gia đình anh tại vì em á là chân thật trung thành cái gì mới nói gì trung thành hả là bao nhiêu là chó hả nè lấy dây xích cổ lại luôn đi trời ơi khổ quá ý anh nói em là tốt bụng chân thật thật thà đúng là vậy đúng không ừ ok vậy thì cầm tiền gì á trời ơi trời anh nói nó khờ đâu nói chuyện như khùng quá trời ê mới nói gì á cái gì nữa khờ chứ không có khùng nha không có được nói tầm bậy tầm bạ nếu mà khùng á không có biết đưa thiếu nửa tháng lương đâu thiếu sao đưa thiếu khờ nửa tháng lương cái này bao nhiêu bảy triệu rưỡi một tháng lương em bao nhiêu 5 triệu cái này bao nhiêu 7 triệu rưỡi anh thiếu em bao nhiêu tháng một tháng lương em bao nhiêu năm triệu cái này bao nhiêu 7 triệu rưỡi trời lộn thì anh thưởng em nửa tháng lương đi em về quê ăn Tết vậy là thưởng nửa tháng trời. Cầm gì á ê nhưng mà cuối cùng vẫn đuổi về quê ăn Tết đúng không đuổi đâu mà đuổi
ông cần giải thích. Đuổi thì về, mai mốt mà lỡ có suy nghĩ lại á, năn nỉ rồi không lên. Trời ơi, ai nói nó khờ đâu trời, nói chuyện khôn gần chết hả? Mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày tới đó. Hát cái gì vậy? Tao đập mày bây giờ đó. Buồn, buồn thiệt chứ. Đuổi, đuổi thì đi, đi cho vừa lòng. Gom, gom hết đồ luôn. Về, về quê luôn. Chủ mà ác ác độc, không có tình thương dành cho người ở miếng nào á. Xài xong rồi bỏ. Mày nhìn cái gì? Mai mốt mày y chang như tao luôn à. Thiệt. Hai đồ về luôn. Mày bảo trọng nha, coi chừng bị đối xử tàn nhẫn giống như tao á. Quăng, quăng tùm lum luôn cho tự dọn. Hai đồ cái gì á. Giận, giận à, à, không thèm lên nữa đâu. Đuổi, đuổi thì gì à? Mai mốt có gọi điện thoại năn nỉ lên ở à, à, không lên luôn. Giận, giận luôn. Hai đi. Tám, người ta còn trẻ, nhìn dễ thương. Tám, hai, nhìn con sợ. Ủa, Tám dễ thương mà. Ủa, mà Tám chờ con lâu chưa? Tám chờ con lâu lắm rồi. Nắng cái bà nội Tám luôn nè. Đi. Mập, mập mà đi nhanh ghê. Nhanh lắm. Về, về quê. Đi về. Giận, giận, không, không lên nữa. Trời, tối ngày giận hoài. Ủa, sao con Tết, con không ở đây ăn Tết mà con về quê vậy khờ? À, anh Đạt đuổi, không, không cho ăn Tết trên Sài Gòn nữa. Ủa, thằng kỳ cục không Tết, con người ta ở đây ăn Tết, đuổi về à. Thôi, Tám nói đừng giận nè. Tết xong lên chơi Tám nha. Không, không, giận, giận, ở vui luôn, không lên nữa. Lên đi, trên này vui lắm nè. Tám, Tám nói hoài giận Tám luôn á. Tám, cướp, 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 gì, gì? Quẹo, 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 mày mày hả con? Cướp cướp. Mày Tám. Vỏ của cô nè. Đúng rồi, cảm ơn cô, cậu nha. Cô kiểm tra coi còn đủ tiền ở trỏng không? Thôi được rồi, cảm ơn cậu nhiều. Cảm ơn cô nha. Cô Tết nhất rồi phải cẩn thận, nguy hiểm lắm á. Thôi con ra bến xe con gì về quê ăn Tết. Bye bye cô. Cậu về quê ăn Tết vui vẻ nha cậu. Dạ. Chào cô. Nhanh, nhanh Tết. Mùa xuân này về chân quê ca. Ê khờ à. Đi vậy công an bắt chết á. Ờ hà không sao đó Tám. Công an quen mà bạn bạn con á. Bắt vô nói một tiếng cho đi à. Ơi bậy nè. Tao không có tiền đóng phạt đâu á. Giỡn giỡn với Tám á. Kiếm kiếm chỗ nào mua cho Tám cái nón đi. Ờ mua rẻ rẻ cũng được. Đây à, đây nè. Đây, 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 xuống.
Thôi nè, bến xe trong đây nè, con vô con mua đi. Khờ khờ về nha. Bye bye, bye Tám. Đi cẩn thận nha. Quên quên. Trả trả tiền. Trả tiền Tám. Cất đi. Trả trả tiền xe ôm. Để lên xe đi mua đồ ăn ăn. Cảm ơn Tám nha. Gần Tết rồi, ăn ít thôi, mập mập lắm rồi á. Mập dễ thương là quỷ. Sài Gòn Long Xuyên, Sài Gòn Long Xuyên đi các bác ơi. Xe sắp chạy rồi. Long Xuyên hả? Đúng rồi, Long Xuyên đi không? Đi không? Về quê, Long Xuyên quê quê khờ á. Rồi, lên xe luôn. Lên xe. Rồi, xé vé liền lên xe, rồi lên xe đi. Khờ cảm ơn chị. Ê, nói gì bằng chị à? Thì kêu chị bằng chị. Mệt ghê á. Nói cho biết nè, kêu bằng thằng đi, đừng kêu bằng chị. Không được kêu bằng thằng đâu. Vậy thì kêu bằng anh, đừng kêu bằng chị. Có cái này sao kêu bằng anh được? Khùng quá à. Bậy bạ. Bị khờ thôi chứ không có bị khùng nha. Mệt ghê hả? Không muốn kêu chị kêu đi. Nghe nè, có lý gì không? Đây tôi bỏ lên. Có khờ, có cái đâu. Ủa cái giỏ sách của khờ đâu rồi? Ủa giỏ sách của khờ mất tiêu rồi. Ai biết hỏi tôi. Ủa bị mất hả? Mất tiêu của giỏ sách của khờ rồi. Thấy chưa, tôi nói là trong cái bến xe này hả, nhiều trộm cắp lắm. Đi vô cái bến xe này là trộm cắp rất rất nhiều. Ê, thằng anh chị không có được nói xấu cái bến xe nha. Nha, quá đáng. Làm gì không gì xấu, bến xe này trộm cắp một đống mà làm gì không gì xấu. Khờ giọng vô mặt luôn nghe. Không có được nói xấu bến xe nha. Ủa gì bến xe là xe? Tại vì khờ không có mất cái vỏ sách ở bến xe. Khờ mất cái vỏ sách ở ngoài bến xe kìa. Trong bến xe này ăn cắp mới mất cái vỏ sách chứ. Khờ không có mất vỏ sách, nó sẽ quýnh vô mặt á. Bình tĩnh, biết rồi, hiểu ha, gặp khùng là hiểu luôn ha. Cái gì? Anh! Ai khùng? Anh khùng, anh không nói em, anh khùng. Bây giờ cho khờ lên xe được chưa? Đi lặng, đừng nói được. Khờ cảm ơn nha. Lên đi, lên đi, ở đó. Quá sức tưởng tượng. Về quê ăn Tết. Ông hai bà hai. Ông hai bà hai. Úc Hiền, khờ nè. Úc Hiền. Trời ơi anh khờ thật á, anh nói ý kiến sao họ nghe được. À ha, khờ đúng khờ luôn á. Ông hai bà hai. Úc Hiền. Dạ, gì vậy? Ê, Khanh. Sao vậy? Xe nó chạy rồi. Không về quê nữa, gặp người quen rồi, không chịu. Xe chạy lên, lên xe đi. Đã nói là không về quê nữa mà. Ở mày khùng quá trời ơi. Ê, nói khùng nữa giọng vô mặt thiệt nha. Thờ chứ không có khùng. Thiệt, bà mập. Ê, mập bà nội mày. Mày đi luôn đi. Âm binh thiệt chứ. Rồi xe sắp chạy mà con ơi, lên luôn nha. Nè tôi nói à, để coi chừng mất đồ nha. Sao? Mà mất đồ thì được, nhưng mà mất bà là tôi không yên với tôi rồi. Trời ơi, ông thiệt tình. Ông hai bà hai. Ủa sao nè? Ủa sao nè? Nhớ ông hai. Nhớ tôi à? Nhớ bà hai. Ông nè. Úc Hiền, thông quá. Ê. Ủa giỡn thôi. Úc Hiền đẹp, dễ thương. Trời thích rồi, cháu con. Đạt đâu con? Đạt đâu? Anh Đạt đi làm rồi. Anh Đạt đuổi cờ về quê mà không về đâu. Trời ơi, cái thằng này kìa. Ông hai bà hai. Đưa nó xách chi nặng cái ông này, tội nghiệp nó. Nó xách nặng tội nghiệp không thì nó muốn phụ mình mà. Thì nó luôn. Ê, bà đưa nó xách hết luôn rồi đó. Thôi. Té. Về nha. Ê, té nè. Chào tụi em, chúc một ngày tốt lành. Em vô đây. À, em vô đây đi, lát nữa nhân viên sẽ phục vụ em liền. Dạ. Anh chị là khách hàng quen thuộc của Gà Spa mà. Thì tất nhiên rồi, Tết năm nay em sẽ có những món quà thật đặc biệt để gửi tặng tới anh chị.
Dạ sẵn đây em cũng chúc anh chị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha. Dạ dạ dạ. Tiếp có làm việc bình thường đi. Sao ổn chứ? À sẵn đây anh cũng thông báo luôn, gần tới Tết rồi thì gà spa của chúng ta được doanh thu cao hơn năm ngoái và được nhiều khách hàng ưa chuộng và yêu thích hơn. Công lớn là do tụi em không đó. Cho một chàng giơ tay nào. Anh có những món quà thật đặc biệt cho em, có những bao lì xì đầu năm để mà lấy lòng hơn cả năm nha. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Hay quá. Rồi mọi người tiếp tục làm việc đi nha. Quên, đây anh lì xì lấy hình. Chúc mừng năm mới. Đây anh lì xì nè, anh lì xì nè. Cố gắng nha cưng. Tới rồi. Trời ơi, muốn đá cái chân à. Thằng khờ nó dối thiệt á. Đồ đạc của ông bà chứ con nó xách hết trơn á trời luôn. Công việc của con thì con phải làm thôi chứ lại để ông bà làm. Ủa làm con, bộ ông Đạt con của ông bà đó là công việc nhiều lắm hả, bận rộn lắm hả? Dạ anh Đạt bận đi công tác đi làm suốt à. Nhiều lúc không có ở nhà, con ở nhà bà con hàng xóm cứ nghĩ con là chủ nhà. Ôi trời ơi, điên quá. Mặt mày vậy ai mà tưởng mà chủ nhà. Vậy mà ông cũng đi cãi. Ủa mày nói sai tao phải cãi chứ. Thôi tao cũng cãi nữa. Anh Thờ mở cửa lẹ lẹ giùm em. Ai đó bảo đi con, mệt quá. Đưa đây cầm cho. Tay vậy sao mà đưa đây trời ơi, ai biểu con dành chi không biết nữa à. Vô vô nhà. Mở lẹ lẹ ơi. Ý. Hả? Chìa khóa. Ơi chìa khóa đâu? Chìa khóa. Sao sao hỏi ớt. Mở đi. Chìa khóa. Chìa khóa đâu rồi, mở cửa đi. À con nhớ rồi. Chìa khóa con. Chìa khóa con để trong cái vỏ. Trong cái vỏ. Cái vỏ để chìa khóa ra. Mà cái vỏ thằng ăn cướp giật đi luôn rồi. Cướp giật à? Thằng có duyên dễ sợ. Ủa vụ gì vui mà bà cười á? Cướp giật à? Đang mệt nha, bây giờ chạy qua liên hệ nhà ăn cướp ở đâu rồi lấy lại đi chứ. Ông biết địa chỉ không? Ai biết, mày biết không? Ông rảnh. Chọc nó hoài. Anh Khờ gọi điện cho anh hai anh lẹ lẹ lẹ. Đúng rồi. Thôi cho anh Đạt đi con. Út Hiền thông minh hơn anh Khờ nè. Cái chuyện đó anh biết á. Mệt quá rồi. Ê, thí dụ thời gian mà gọi Út Đạt á. Tại sao mày không gọi cho thằng ăn cướp hỏi nó ở đâu mày lại mày lấy nhanh hơn không? Số mấy vậy? Không biết. Chủ dữ, quýnh quýnh ghẹo. Cái vỏ mà nào? Biết người ta bị khờ ghẹo. Thôi đừng có chọc nó mà gọi Đạt lẹ đi con. Không nghe máy. Thì gọi lần nữa. Nó bận biểu quá bận mà. Alo. Nó nghe hả? Nó nói ông bà đang ở ngoài đợi nó nè. Dạ. Không nghe máy. Con tự alo mình. Trời đất ơi. Mày khổ ghê đó. Bây giờ làm sao đây nè? Con nhớ. Con có cách rồi. Cách gì? Con còn một cái chìa khóa chì cua. Đâu phải vậy đâu. Nó đâu có khờ đâu. Nó thông minh muốn chết luôn. Biết có chìa khóa chì cua nữa. Chìa khóa đâu? Cái chìa khóa còn để ở trong nhà. Ở trong nhà tuốt trên mặt thiên. Ủa vui chỗ nào mà cười khí thế vậy? Đứng ở ngoài nữa là bây giờ có cách nào lấy cho cái bạn Thiên lấy cái chìa khóa ra để mở cái cửa hay không? Con có cách. Cách gì? Ông giúp con nha. Thôi giúp mình để vô nhà xong giúp chui vô cái lỗ này đi con tháo. Trời. Cái lỗ này tướng gì ta, tướng ta bự vậy sao ta chui? Bình thường con chó chui hoài à. Đó bây giờ chó là con, con chó. Tao là con người. Dí cho con là chó hả? Con chó nó nhỏ, ông bự như vậy. Sao chui được? Nghĩ sao vậy? Cái tay ông sọt còn chưa qua, nghĩ sao mà qua được cái bụng này con? Thôi bây giờ anh Khờ nghĩ nó làm sao đi vô nhà. Sao giờ? Út Hiền đừng lo anh Khờ có cách rồi. Cách gì con? Cách gì con? Để con leo vô trong con lấy cho. Được không? Được không đó? Có chừng con ơi. Ngày xưa leo ăn trộm trái cây hoài. Hồi đó ăn trộm trái cây, bây giờ mới lấy chìa khóa thôi nha con. Ông trên này mát. Trời ơi, trời ơi, nguy hiểm nha con nha. Ông Hòa thấy con hay không? Hay lắm. Con buông một tay. Hay vậy con. Ủa trời, hay vậy. Buông một tay rồi mình lỡ mình buông hai tay coi. Buông. Con có ngu. Ủa? Ngu vậy à? Không tưởng nó làm được chứ. Thôi ông ơi đừng có chọc đó. Bây giờ tụi xuống đi vô đi chìa khóa. Anh mà. Alo em nghe anh. Gì vậy? Bảo hiểm.
không có tiền mua bảo hiểm gọi hoài. Trời ơi, thôi đừng có nghe điện thoại nữa, tuột xuống vô lấy chìa khóa lại đó. Chị, tuột xuống. Không có tiền mua bảo hiểm mà. Bảo hiểm ngày nào cũng gọi. Đâu đừng có nghe nữa dẹp. Gì nữa, đừng gọi hoài vậy. Đó là không mua bảo hiểm mà sao lì quá vậy. Đừng có nghe nữa. Mua bảo hiểm gì hả? Anh Đạt hả? Hờ, mày gọi anh có gì không vậy? Không không không. Ơi ơi ơi. Rồi em biết rồi, để lấy xuống rồi tính nha. Alo. Alo. Con khờ này bị khùng quá trời. Phải không? Điện thoại. Rồi tuột xuống. Lấy cái gì? Tuột xuống con. Trời ơi không lo tuột, lo nhìn cái gì nữa vậy? Nhìn cái gì? Xuống xuống. Lấy điện thoại. Có kìa, có kìa, có đau cái gì không con? Không sao. Tí vô nhà, hai cái hán bầm tí. Trời ơi người mà có hai cái hán thằng quỷ này. Tụt xuống từ từ con, có chân, có chân. Tới nơi rồi. Trời ơi, hú hồn con dí anh nhỏ. Lùm cái điện thoại lên kia anh thở. Trời ơi, mày làm cái gì mà lâu quá vậy khờ ơi. Ôi, sao giờ con? Hả? Để con gọi cho anh hai thử. Ừ, gọi lại cho nó đi. Lâu gì đâu mà lâu dữ gì, lâu lâu mới lên Sài Gòn mà sao kỳ cục dễ sợ. Ủa mà vô đây làm gì nó lâu dữ vậy? Alo. Alo anh hai hả? Út với ba má lên rồi nè, đang đứng trước cổng này mà không chịu khóa vô nhà. Ừ, thằng khờ vô trong đó lấy mà nó chưa ra luôn. Cái gì vậy? Sao ba má dưới quê lên mà không báo anh biết? Anh ăn lu bu quá chừng. Thì giờ anh hai không có về quê ăn Tết, thì giờ Út với ba má lên đây ăn Tết. Sao đâu. Ủa vậy hả? Được rồi, để anh sắp xếp xong công việc anh về liền. Anh hai về hả? Anh hai về liền nghe. Dạ. Nó nói sao con? Nó là sao? Anh hai kêu về liền. Về liền hả? Về liền dạ. Hả? Thằng khờ nó cũng nói nó vô liền mà nãy giờ cầu có tiếng đồng hồ nó chưa ra. Cũng vậy, nó kêu ca liền mà chưa thấy ra kìa. Trời ơi, sao giờ chồng già tôi đứng ngoài đường hoài vậy? Ơi, tao nói vô tới nhà nó khỏe vậy đâu á ông ơi. Đây, uống nước đi, khỏe hơn nữa. Cảm ơn con. Ủa mà làm giống gì nãy vô để ông bà đứng ngoài đợi lâu mà lấy cái chìa khóa lâu vậy con? Thôi nãy là lấy được chìa khóa rồi. Nhưng tại vì đau bụng dạ. Ngồi trong toilet hơi lâu. Trời ơi, cái thằng ông bà chờ nãy giờ. Ông bà ngồi đi coi đi cắt cái cây ăn nha. Ơi, nhớ đeo bao tay cho con. Ông chồng nhỏ hoài vô nhà là mừng rồi. Ba má không mới về. Ba mẹ ba. Trời ơi con trai cưng. Cưng dễ sợ chưa. Trời ơi ba má khỏe không? Khỏe. Con cũng khỏe như trâu nữa, không phiền nữa. Út khỏe. Đi ba má lên thăm anh không chịu. Nói anh biết trước để đón ba má liền. Trời ơi lên vậy cho bất ngờ. Ông nói chuyện với con đi. Cưng quá kìa. Vậy? Nó coi tôi ra gì hả? Nó để tôi ở dưới quê ăn Tết bao nhiêu năm trời rồi. Nó có chịu về quê ăn Tết đâu. Nó có nhớ Nhung gì tôi đâu. Trời ơi ba. Sao không nhớ Nhung tới ba má được? Mày nhớ tao mày nhớ là sao? Trời ơi ba má là người sinh thành cho con mà. Coi như là hình ảnh của ba má. Thì hồi còn trẻ thì ba má giữ dưới quê. Rồi hình ảnh gia đình đó, thì Út Hiện cũng ở dưới quê nó giữ. Như là sáng nào á con cũng đều nhớ tới ba má hết. Con mới lấy khai sanh của con ra để con coi tên ba má, con nhớ ba má. Ôi, cưng má thương với con trai của tôi đó. Mày nhớ tên ba má mà mày phải mang khai sanh ra, mày coi cái tên trong khai sanh này nó nhớ tên của tao là mày nhớ cái kiểu gì? Thì ôi, ba má kết hôn với nhau rồi xong rồi con có con ra. Nhớ từ thiếu thời, ông hiểu không? Đó. Thì tại con luôn xuôi con chuyện nhiều quá, ba hỏi con bị rối đó bà. Tao nói mày nghe nha, thằng Đạt nè. Mày để tao chết dưới quê rồi mày mới chịu về thăm tao hả? Cái gì nói tầm bậy quá ba ơi. Chết chắc vậy đây. Khi mà ba hấp hối á là cả gia đình nè, thêm thằng khờ nữa là tụ họp lại là bên cạnh ba để tiễn ba tới phút cuối cùng rồi. Mày chù tao hả? Tao mới ví von mà mày chù tao hả? Không vậy mà tao lo công chuyện nhiều quá mà giống như bởi vậy kỹ lắm lần mà về là bị khắc khẩu như vậy á. Hiểu ba, anh hai mệt chứ không anh hai. Trời ơi. Ăn trái cây. Rồi đó ơi, ăn trái cây. Rồi, cả nhà ăn trái cây đi. Mời bác. Bà thấy chưa? Bà thấy chưa? Con trai cưng của tôi đó. Nó lên tới Sài Gòn với nó rồi mà ăn với hống nó vẫn không mời tôi một miếng. Vậy mà nó nói nó nhớ Nhung tôi. Rồi ăn đi nè. Tôi thích ăn dưa hấu của con trai cưng tôi à. Dạ.
phải thương ba như vậy chứ. Dạ. Ê, đừng ăn cái gì vậy? Ê, sao có sao không? Cái gì vậy con? Hả? Mày giết tao hả Đạt? Cái gì ba? Mày định giết ba mày đúng không? Không không, cái gì? Tao vừa cầm nữa tao cắn cả nó kêu đừng ăn. Mày bỏ tướng tộc trong đây hả? Không, hả? Sao? Mày tính giết người diệt khẩu hả? Giết người diệt khẩu gì? Ba có giữ bí mật vậy đâu giết người cái gì vậy con? Ông lớn mà ông suy nghĩ bậy bạ. Anh Đạt không có ý đó. Chứ sao mày kêu đừng ăn? Con kêu đừng ăn là tại vì con có một chuyện quan trọng muốn báo với gia đình mình. Trời ơi, đừng nó làm hai cha con tôi. Anh Đạt, sao con được vậy? Nhà mình á. Sao? Anh Khờ nói nhà anh hai có nuôi con khỉ. Con khỉ gì? Nuôi con mình nó hả? Khỉ gì? Cái gì vậy? Vàng vàng nè. Là gì? Không hiểu luôn á. Bơm bánh xe hả? Cái gì vậy? Mày khờ chứ mày có khùng đâu mà mày không nói được vậy? Nhà mình có vô hàng. Cái gì? Trời ơi, tại sao mọi người lại giấu con vậy hả? Giấu gì đâu? Nhà mình ai mất? Ai vô hàng? Trời ơi, tại sao giấu con không? Ba đúng không? Không. Hay là má? Hả? Má bị u nang buồng trứng mà má giấu con không? U là làm vậy? Còn Út Hiền. Út Hiền là mày yêu đương rồi bây giờ mày buồn đời mày tự tử mày mới sống vậy mày mới cứu thế. Nhà mình ai vô hàng? Ai? Không có. Sao nói kìa? Ai biết nói gì vậy? Vô hàng là giang hồ. Bọn tổ cha mày nói không đầu không đuôi gì hết trơn trời á. Nhà mình ai giang hồ? Ông có nhà mình bị giang hồ theo dõi. Là sao? Lúc chiều con leo trên cây á, con nhìn xuống con thấy có giang hồ theo dõi nhà mình á. Có không con? Có người theo dõi. Ba má đừng nghe lời làm gì. Thằng này ở nhà suốt ngày nó luyện cái phim mà di cá tiền triện, tiền thiếu, tiền lẻ gì đó. Rồi nó nhiễm giang hồ, giang hiếp gì đó chứ không gì đâu. Không có bị nhiễm. Nó nói thiệt, có giang hồ xăm quá trời đây nè. Hình như là đàn em của giang hồ chợ xăm á. Ủa, làm gì có xăm mình xăm mày vậy đây? Ở gần nhà có bà Tám mà, bà xăm chân mày với xăm cái mỏ. Chiều nào bố qua đây cũng nhiều chuyện á, làm gì có xăm mình xăm mày. Cái này giang hồ hoài mà coi với mày nhiễm giang hồ tôi quýnh mày vô hàng bây giờ. Ăn đi trong láo thôi đừng nghe nó bị nhiễm á. Thôi cả nhà mình nói chuyện gia đình đi. Bà má, hôm nay con gửi tiền về ba má xài tiền đủ không? Mày nín đi. Nữa hả? Mày làm như mày giàu lắm nha. Mở miệng ra là nó tiền. Sao con lúc nào cũng có tiền nó lớn vậy con? Ba dưới quê ba cần mày về thăm ba. Ba cần ăn Tết với mày. Mà lúc nào mở miệng ra mày cũng nhắc tiền. Mày nên nhớ một điều, tao không cần tiền. Tao cần mày có mặt ở quê, không cần tiền nữa mày hiểu không? Đừng nói tiền trước mặt ba nữa. Về quê ăn Tết đi. Thôi, là bây giờ cũng dữ vậy. Thôi thì giờ vậy. Hồi đó tới bây giờ á, con với ba cũng khắc khẩu. Má cũng biết mà. Thôi thì lần này con sẽ chiều và nghe theo lời của ba. Tết con sẽ về quê ăn Tết. Về quê con thăm ba má. Và sẽ không gửi tiền cho ba má nữa. Nó đi! Cái gì nữa? Chiều lòng ba mà. Thấy chưa? Bà thấy nó chưa? Thì nó về quê đó. Tôi vừa nói mấy cái nó cắt nó không gửi tiền cho tôi nữa. Trời ơi, trời, cái gì gửi tiền tôi sống bằng cái gì? Ăn Tết sao ăn đây? Thì hồi nãy thì cái gì? Ba muốn là mày về quê với ba cầm nữa tiền nữa. Rồi. Bây giờ biết làm sao chiều lòng cho ba nữa trời. Mở miệng ra là kỵ khẩu mà. Bây giờ Tết này á, ba má với con Út nè lên ăn Tết với con. Rồi xong, được chưa? Ba lặn lội bỏ hết việc làm với quê lên ăn Tết bay á. Ăn Tết vui. Ủa? Hả? Sao mình đâu ở dưới quê ăn Tết nữa? Gì vậy? Hai đâu về đâu. Út với ba má lên đây nè ăn Tết. Ăn Tết đã không? Phải ba má lên ăn Tết không chịu báo con biết trước thì con sắp xếp. Giờ có gì đâu, cứ vậy mà ăn thôi. 5 năm sau đó hay 10 năm nữa được không? Mấy con biết. Trời ơi, 10 năm nữa làm sao được con? 10 năm nữa ba chết rồi sao? Tại vì Tết năm nay á là con có một chuyến công tác đi Hàn Quốc. Cái gì? Đi Hàn Quốc? Mày đi Hàn Quốc hả? Ê! Đạt! Con cứ đi con. Ủa, con ủng hộ con hả? Ủng hộ mày! Trời ơi! Đi coi ba hợp với nhau. Bây giờ nè, con đi Hàn Quốc đưa ba má về. Uống hiền qua Hàn Quốc ăn Tết luôn. Luôn. Gia đình mình đi qua Hàn Quốc ăn Tết hết. Yeah. Đúng không? Mua vé máy bay đi. Hàn Quốc.
Hàn Quốc, Hàn Quốc, Hàn Quốc, Hàn Quốc, Hàn Quốc. Dạ con. Mình đi Hàn Quốc á, mà mình kéo nguyên nhà đi vậy á, thì nó sẽ hút hàng. Hút hàng là sao chưa hiểu? Đi Hàn Quốc mà kéo đông quá vậy hút hàng. Hút hàng là hút là ở ngay spa con á, chỉ sắp xếp tiền vé máy bay và tiền ăn ở chi phí cho một mình con thôi, để con qua bển con học hỏi kinh nghiệm của người ta mà. Rồi bây giờ mà kéo đông vậy quá thì tiền vé tiền ăn ở cái đội lên nhiều lắm. Đi Hàn Quốc này là đi kiểu vậy là hút hàng. Nó lại bỏ tôi ở Sài Gòn tới một mình rồi. Thôi thôi thương mà ba con khóc lên tăng xong nó chết đột sức nữa bây giờ đó. Chồng tôi huyết áp lên nó mới chịu. Để được rồi ba má cứ bình tĩnh đi để cô sắp xếp con giờ chuyến đi Hàn Quốc này qua ngày khác để với ba má. Con có sắp xếp mà ông đừng có buồn ha. Con xin lỗi có điện thoại. Con nó bận mà. Giờ số. Anh yêu. Anh yêu. Đừng có nói tiếng Hàn Quốc, nói tiếng Việt tôi mới hiểu bạn ơi. Không. Con nó bận quá trời bận kìa ông ơi, tội nghiệp nó quá mà. Thôi thông cảm. Tới nó lui rồi. Buồn nữa, vui vui lên. Sao vậy? Ông bà đừng có buồn. Cứ để anh Đạt đi làm đi công tác bên Hàn Quốc đi. Kiếm tiền về nuôi ông bà, nuôi Út Thiền. Còn ở đây có khờ lo. Khờ dắt ông bà đi chơi vui, đi chơi với khờ vui lắm á. Con dắt ông bà đi chơi. Trời ơi giỏi quá, nó dắt mình đi chơi kìa ông. Đi chơi. Trời ơi, thằng khờ này thiệt, chờ ông bà đi với con. Ủa cái này. Nhìn nhìn đẹp không ông? Cái chỗ gì mà nó. Đi chơi, đi chơi, đi chơi. Ê, nó vui ha. Ở đây vui lắm đó, Út Hiền. Ê, ta thấy ông vui vậy đó. Không, ở đây có nhiều cái vui lắm. Ủa, dắt, dắt tôi vô đây cái gì khờ? Con dắt ông với bà với Út Hiền với Thảo làm gì? Vui cái gì vui con ơi, thấy trong lỏng, trong lãng là giống như đồng ruộng với quê, có cái giống gì đâu vui. Ông bà không biết á, con nói bên. Bên đây một tí nữa mình đi đồng vòng có mấy con thú á Huyền. Mấy con thú. Mấy con thú thì má thì con nhìn y, y chang gió Huyền luôn á. Bậy cái bà không? Bà gái ta đẹp gì vậy? Mày nói là con của ông bà là gì thú à? Vậy ông bà là hai con gì? Nè con phải có một cái tính chất gọi là suy diễn ra một chút xíu. Dạ. Nè làm sao con bà giống thú được trong khi ông bà đẹp như một ông bụt dáng trần. Dạ. Thì nhìn ông bà dễ thương đẹp giống như là hai con khỉ già. Thiệt tình à? Không, con giỡn. Bên bên này vui. Bên này có con thú kìa. Con thú nó đưa ăn đứng cười luôn kìa ông. Nó cười với ông. Con heo kìa. Đâu? Con heo. Bảy. Con nói con gì? Con heo á ông. Con này mới con heo á con. Nghĩ sao ra đây là con voi, nhìn cái bảng kìa, voi châu Á, thấy không? Không, con heo. Gì không mẹ, cái con này là con voi, cái mũi nó bị tên nè, nó dài, cho là con voi. Con voi heo. Sao con voi heo, thằng mình tức quá. Nó là con voi, nhưng mà con đặt nó tên là con heo. Đi, vô coi. Thôi đi, cho nó vui không? Không hiểu đường này à. Trời ơi là khờ, đâu có cái gì đâu mà vui khờ ơi. Ở đây có khỉ, có khỉ kìa, khỉ có gì vui. Khỉ nó ngồi kìa, nó buồn vậy là cái vui gì. Vui mà. Tết nhất tới rồi, thì bây giờ ở nhà tao dọn dẹp, tao chuẩn bị ăn Tết đi. Không, dắt vô khảo gì coi gì, khỉ không có đâu vui. Thì bởi vậy, mới đầu tưởng nó đón từ dưới quê lên Sài Gòn ăn Tết. Ai về để đưa Thảo Cầm Viên ăn Thảo Cầm Viên có gì đâu, toàn là thú không mà à. Tôi nói nhìn cái cảnh Thảo Cầm Viên này, tôi nói tương lai vợ chồng mình cũng vậy thôi. Nó bậy bạ đâu ra. Thiệt, cái mặt mình già là cái mặt mình y chang khỉ à. Rồi lúc đó là cũng bị nhốt trong chuồng rồi, tới giờ nó cho mình ăn cơm, tới giờ cho ăn cơm. Cuộc đời cô độc. Tôi nói thiệt. Cái gì? Kiếm người mở cửa chui vô liền, chui vô liền. Ủa gì? Ủa gì? Ủa chồng đâu mà chui? Trời ơi trời. Là khỉ không hả? Khỉ đâu mà khỉ, đưa bà Sáu bà về, bà làm gì bà ngồi tự kỷ giống đó kìa. Cái gì? Bà Sáu bà đang ngồi tự kỷ, bà đang gãi gãi cái đầu bà nè. Bậy bà, con khỉ chứ bà Sáu đâu. Thôi, nói vậy bà buồn ông á, ông này thiệt tình. Không giống bà lắm á. Alo, Sáu hả?
Đang ở dưới quê hay là ở trong Thảo Cầm Viên? Dưới quê đúng không? Đang nằm võng đúng không? Vậy được rồi. Trời, mai quán phòng là 6 người. Trời ơi, chúng ta hơi làm tôi hết hồn luôn á. Không hả quá, chắc bà con á. Khơ chụp hình đó. Đó, đẹp. Cái nữa đó, đúng rồi. Rồi, đẹp. Cho Út coi. Đẹp. Cho coi. Đó. Cái gì vậy? Con đâu? Ngoài Út đâu? Sao thú không nhỉ? Tại vì con khỉ nó đẹp hơn Út Hiền. Nhìn Út Hiền nghe từ nãy giờ mà chê con tới hoài à. Thiệt tình á. Bà có chắc không phải là bà Sáu không? Chắc mà không phải đâu. Ủa gì hả? Chắc bà con phải đó. Ê, chờ chút con. Vỗ tay. Anh Thờ vỗ tay cái gì vậy? Hôm nay được đi chơi với ông bà Hai với là Út Hiền nên anh Thờ vui vỗ tay. Út Hiền không có vui. Sao không vui? Út Hiền nhớ anh Hai quá à. Hồi nhỏ hả, anh Hai hay chơi năm người với Út. Mà giờ anh Hai bận quá à. Lâu lâu anh Hai gọi điện về rồi không có chơi. Út Hiền thích chơi năm người hả? Anh Khờ cũng thích chơi 5-10 lắm á. Cái gì? Anh Khờ biết chơi 5-10 luôn hả? Biết chơi 5-10 là 5-10, 15-20 chứ gì. Vậy không ấy, bây giờ mình chơi 5-10 đi. Chơi 5-10 đi. Vậy bây giờ Út đi trốn nha. Ê, là anh Khờ đi tìm Út Hiền đó hả? Đúng rồi. Không được, mình phải xin xăm. Xin xăm đó hả? Xin nhu Út Hiền. Không, xin xăm cho công bằng. Anh Khờ ra gì vậy? Anh Khờ ra cái bao. Ok, Út Hiền ra cái kéo. Xin xăm ra. Ủa sao anh Khờ kêu ra cái bao? Anh Khờ chứ bị khờ nhẹ thôi. Chứ anh Khờ không có bị ngu. Gây đi, vô 5-10 đi. Nhanh. Sao giờ tôi không khờ mà tôi ngu luôn trời. Út Hiền. Út Hiền chơi thí. Không có, Út Hiền không có thí. Út Hiền 5-10 đi, anh Khờ trốn nha. Anh Khờ trốn chưa? Anh Khờ ơi. Anh Khờ ơi. Bây giờ tụi bay bằng mọi giá mà bắt điều đó cho tao. Và tuyệt đối không để nào bình thường. Biết chưa? Đây nè ca. Còn thằng Khờ sao nè ca? Bắt hết. Tao đem qua biên giới bán. Dạ. Đi. Ông bà. Cái mặt nó thấy cưng á. Con này con gì vậy bà? Đang đọc nè. Cái gì à? Cày lõn tranh họ cày. Ủa cày là chó hả không? Con gì mà tên cày lõn tranh? Nè thân mảnh mai đầu bà. Dài hả gì vậy? Trời. Đằng kia có bắt cóc. Đằng kia bắt cóc hả? Ông ơi đi coi bắt cóc. Tôi thích coi bắt cóc. Mà lớn mà làm như con nít vậy trời ơi trời. Mày nữa. Ở dưới quê ba cái con cóc này có mà đầy. Tự nhiên lên Sài Gòn đi bắt cóc. Trong khi ở đây cái con cày lõn chanh thì nó đẹp gần chết. Ôi, bây giờ mình đi coi bắt cóc đi. Coi là cái cách người ta bắt cóc ở trên xì phố nè. Nó khác cái cách mình bắt cóc ở dưới quê như thế nào. Vậy tôi hỏi bà nè, ở dưới quê có con cóc không? Có con cóc. Vậy tôi hỏi bà ở dưới quê có con cày lõn chanh không? Không có. Không có, mình coi con cày lõn chanh nó vui hơn. Không phải là bắt cóc nhảy vậy à. Ở đằng kia có một đám giang hồ đi bắt cóc. Mày không, giang hồ không ai đi bắt cóc mà mấy giang hồ là mấy giang nắng làm hồ không có gì phải sợ đó. Tự nhiên làm gì ra mình rối rồi đó. Tao đang coi cái con cày lõn chanh. Không phải, ông bà hiểu lầm rồi. Ở đằng kia có một đám giang hồ đi bắt cóc. Giang hồ không phải giang nắng là dầm mưa dậy nắng làm hồ hả? Không phải. Chứ giang hồ là sao không hiểu gì không? Giang nói chung là người xấu. Người đi bắt người nè, đem qua biên giới lấy nội tạng bán. Hiểu rồi, coi như là người xấu bắt người ta đó. Làm gì hiểu bắt pháp không? Ủa nói nghe nè, mà bắt ai vậy? Người nào vậy? Bắt ba đứa mình. Tụi ba đứa mình luôn rồi. Ba đứa mình. Ê! Bây giờ phải kiếm chỗ chạy nhưng mà bây giờ bốn bề. Út Hiền đâu? Con tôi đâu?
Con tôi đâu? Út Hiền. Nó đâu có? Út Hiền hồi nãy chơi năm 10 với con. Múc 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 chỉ đằng kia rồi. Trời ơi, múc chỉ cà tha luôn rồi. Bây giờ làm sao? Đi kiếm Út Hiền vậy? Đi kiếm. Bây giờ ông bà chạy, chạy đi. Con ra con đánh lạc hướng, con đi cứu Út Hiền. Chạy đâu bây giờ? Bây giờ chạy đâu? Chạy đâu? Leo lên cái nóc của con cày lỏng chanh nè. Trời ơi, chạy đi mà. Chạy đâu? Chạy rồi. Mấy bạn giang hồ khờ khờ nè, bắt khờ đi. Bắt khờ đi. Anh Khờ ơi, anh Khờ. Trời ơi, chơi vui mà trốn kỹ dữ trời. Bắt nó cho tao. Ủa, ông gì vậy? Thả Út Hiền ra. Quấn không được đụng vô Út Hiền nha. Út Hiền chạy đi. Thôi, để anh Khờ đi, nguy hiểm lắm. Anh Khờ không sao đâu, Út Hiền chạy. Út Hiền chạy. Gì đó, thằng nào dí Út Hiền là quýnh chết mẹ nha. Cái gì? Rồi quýnh ai? Mày muốn anh hùng của mỹ nhân hả? Đứng lại đó. Tao không đứng lại. Tao không được bước tới nha. Tao bước lại. Đứng lại. Tao không đứng lại làm gì tao. Đứng lại. Tao không đứng. Cái bóng. Chờ năm mới ra, bao nhiêu đứa em thơ nở trên môi nụ cười rất tươi. Ngập tràn sự trời nào nắng mai hay bé đào, đang ngủ mộng xanh nghe ở phía.